Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với vlog một ngày đi Victoria của mình. Hello mọi người, và bây giờ mình đang book vé phà. Thì do là cái thời gian từ chỗ mình đi tới lúc cái đảo thì mình sẽ mất tầm 5 tiếng. Có hai cách để mình đi tới đảo, một là đi máy bay, còn hai là đi phà. Máy bay chỉ tầm có nửa tiếng thôi, nhưng mà vé thì nó cũng khá là mắc, nó tầm khoảng 200-300 đô cho một cái vé khứ hồi. Và đi phà cái giá vé nó sẽ mềm hơn rất là nhiều, nó sẽ tầm khoảng 38 đô cho một người đi bận đi và bận về luôn. Và phà ở đây cũng khá là đẹp và mình thấy nó rất là sạch sẽ theo như mình đã tìm hiểu trước đó. Xuất phát sẽ là ngày mai và phà của mình sẽ xuất phát tầm khoảng 10 giờ sáng và mình sẽ ra khỏi nhà tầm khoảng 6 giờ sáng, vì nhà mình cũng khá là xa nên là hãy cùng theo chân mình bác đồ cho một ngày hôm nay, và ngày mai mình chỉ có đi thôi nhé. Và sau bao nhiêu kiếp nạn đi xe buýt thì cuối cùng mình đã có mặt tại trạm phà rồi. Và đây chính là một điểm mua vé chung luôn. Thì mọi người có thể thấy là cái khu của customer service là dùng để check in cho những người đã book trước như mình. Và để tránh nhầm lẫn thì mọi người hãy tìm tới đó nha. Và cũng có những cái quầy bán vé tự động cho những người đi hốt cuối chót á. Thì sau khi đã check in xong thì mình đã có boarding pass rồi. Mọi người hãy giữ kỹ cái này để có thể được lên phà nha. Và bây giờ mình chỉ có chờ ra phà thôi. Thì không gian xung quanh mình thấy rất thiết kế, nó giống như là sân bay vậy đó. Nó có cái ống cho mọi người đi ra phà luôn. Và có những cái cổng khác nhau với những địa điểm khác nhau, nên là mọi người hãy check cái bảng thông tin trước khi mọi người tới một cái cổng nào đó nha. Hoặc là có thể hỏi nhân viên á. Thì không gian phòng chờ cũng khá là đầy đủ tiện nghi, có quán cà phê mình thấy ai cũng tới mua, với lại có những cái máy bán hàng tiện lợi hoặc là có nhà vệ sinh riêng luôn. Thì không gian cũng khá là rộng rãi, nhưng phà mình sẽ hơi nhiều người nên mình thấy hơi ngợp. Thì bây giờ mình đang ra phà thì mọi người có thể thấy là ở dưới phà sẽ là xe, những người đi xe sẽ vào ở dưới đó, và những người đi bộ như tụi mình sẽ ở trên phà. Và bây giờ mình sẽ vô phòng chờ. Và cái phà ở đây cũng khá là đẹp và sạch sẽ, còn có máy lạnh nữa. Và mình thấy rất là kiểu 5 sao so với một cái giá như vậy luôn. Và mình thấy rất là tâm đắc á. Thì có những cái bảng tivi có thể phát những cái thông tin người ta thông báo nữa. Mọi đầy đủ tiện nghi luôn. Dù ở bên ngoài mình thấy nó đang hơi lạnh á, nên là mình cũng không dám ra nhiều vì mình sợ bị cảm, nên là mình chỉ có thể quay ở ngoài thôi. Và xuất phát một chút thì họ sẽ có thông báo về những cái quy định an toàn trong đường thủy. Và mình sẽ đi phà này mất 1 tiếng 35 phút để có thể tới được đảo của mình. Và như mọi người đã thấy là phà của mình cũng gần cập bến rồi. Và sau khi tới mình đã xếp hàng chuẩn bị vào bếp, vì đây là những chiếc bếp kiểu duy nhất có thể vào được trung tâm. Thì mọi người lưu ý kiếp nạn đầu tiên của mình là không thể dùng được compass card ở Victoria, và mọi người phải dùng cash hoặc là app của nó là Yumo. Và cái vé của nó sẽ tùy thuộc, vì giờ mình không có cash nào hết và mình cũng khá là trouble với chuyện payment nên là mình đã miss một cái bus. Và cuối cùng sau đó mình đã lên được một chuyến 72 và đi tới Victoria. Nhưng mà mình đã trễ so với lịch trình hơn 1 tiếng rưỡi, và thời gian đi bus này cũng khá là lâu, tầm gần 2 tiếng mới có thể tới được Victoria, và tùy thuộc vào cái lộ trình trên đường đi nữa. Và xe bus ở đây cũng khá là giống ở Vancouver thôi, cũng là xe bus 2 tầng mình đã từng đi, chỉ là thiết kế nó sẽ màu sắc hơn.
Thì đây là một nơi cũng khá là nổi tiếng ở Victoria và có nhiều người tới tham quan và chụp hình, nhưng mà mình thật sự mình muốn vào trong luôn vì vấn đề kiếp nạn thứ hai của mình đó chính là vé ở đây mà miễn phí và mọi người phải xếp hàng chứ không được đặt trước, nên là cái vé họ còn chỉ là cái vé giờ tối và lúc đó mình không kịp về chuyến phà cuối cùng nên là mình quyết định là mình sẽ quay ở bên ngoài thôi. Cũng khá là tiếc, đó là điều tiếc nhất ở cái chuyến đi này của mình và mọi người hãy nên lưu ý cho những chuyến đi sau nha. Và trong đó thì mình sẽ đi dạo ở Delta Victoria, thì gần đó cũng sẽ có một cái khách sạn cũng khá là nổi tiếng nằm trên đường Government Street luôn. Đây là một con cung đường cũng khá là đẹp luôn, với lại có nhiều cái garden và hoa. Và khi mình đi dạo là không khí đúng cũng khá là mát với trong lành, tại ở đây rất là có nhiều cây luôn. Và đó là một cái nhà hàng khách sạn cũng khá là nổi tiếng và cái kiến trúc cũng khá là cổ kính, nên là mình muốn đi thử take a look. Và mình để ý ở đây cũng có một cái xe bus sightseeing ở Victoria giống như thứ ở Hồ Chí Minh. Sau đó mình quyết định đi xung quanh đi dạo, đi window shopping, thì cái kiến trúc với lại cái không khí ở đây cũng khá là giống châu Âu hơn ở Vancouver nơi mình ở, nên là mình cũng khá là thích. Địa điểm tiếp theo mình muốn tới chính là Art Gallery. Đây là một nơi đã giúp mình healing rất là nhiều và mình rất là thích đi Art Gallery của mỗi cái nơi mà mình đi đến. Nên là khi vào đây, đặc biệt là dưới 25 tuổi thì các bạn sẽ được miễn phí vé nha, và vé phổ thông của nó sẽ là 15 đồng. Không gian ở đây cũng khá là vắng, cũng không quá là nhiều người, và khi mọi người ở đây thì ai cũng rất là im lặng nên là mình thấy rất là thoải mái và lại được relax rất là nhiều thứ. Và mình ngắm những cái bức tranh đẹp nữa, đặc biệt là những bức tranh liên quan tới lịch sử của Canada. Và mình thấy rất là healing cho một cái vacation như thế này. Địa điểm tiếp theo cũng là địa điểm cuối cùng, nó không nằm trong kế hoạch của mình, mà khi trên đường về mình thấy quá là nhiều nơi bán đồ lưu niệm và những đồ rất là vintage, nên là mình muốn ghé thử vì giờ đó cũng khá là nhiều shop, đặc biệt là sau 4 giờ thì tất cả đều nghỉ hết và chỉ có cái shop này mở cửa. Và mình thấy mọi thứ trong đây cũng khá là đẹp và đặc biệt là có bán những cái kỷ niệm về Victoria, mọi người có thể xem thử và mua để làm một cái gì đó kỷ niệm vì mình thấy tất cả mọi thứ ở đây bán đều rất là đẹp luôn. Thì tầm 4 giờ rưỡi tới 5 giờ thì mình đã hết qua trạm bus và mình sẽ chờ bus ra phà vì quá khoảng đường cũng khá là xa và mình không muốn take risk, và phà mình sẽ xuất phát lúc 7 giờ tối. Và sau đó tầm khoảng 8 giờ rưỡi 35-40 thì mình đã tới Vancouver, và đây là khung cảnh buổi tối cũng khá là đẹp luôn vì mình chọn khung giờ của hoàng hôn á. Và đây cũng là kết thúc chuyến đi trong ngày của mình tới Victoria, và cảm ơn mọi người đã xem, và nếu mọi người thích thì hãy like, share, subscribe nha.